nè. Ê, ve đây nó đậu ở trên gốc cây đó, còn cái bên là lột xác, nó hột xác rồi đó. Con này con đang còn sống nha. Dưới này nè cũng có mấy con nó lột xác đây. Tối tối là mình ra đây là mình bắt được mấy con ve con nè. Ve con là xào ăn được nha, rất là ngon. Ở gốc cây thì nó nhiều lắm đó. Tối nó sẽ lột xác lên tại dưới gốc cây như thế này đó. Chúng ta thấy một con ve nó lên mặt đất như thế này, thật ra nó nằm ở dưới rễ cây, nó nằm ở dưới rễ cây. Nó là dạng giống như ký sinh trùng vậy đó. Nó nhỏ con nhộng vậy đó, nó nằm ở trong mặt đất ở dưới rễ cây và nó hút chất dinh dưỡng, phải mất 17 năm thì nó mới trưởng thành thành một con ve bự như thế này. 17 năm nó mới 17 năm rồi nó trồi lên, nó lên trên mặt đất, nó kêu ve ve ve. Thật ra nó kêu ve ve để làm gì? Nó kêu để nó tìm bạn tình ha, và nó giao phối, nó thực hiện cái việc giao phối và sau đó nó đẻ trứng và sau đó là nó sẽ chết đi. Như vậy cái tuổi đời của con ve thì nó khoảng nó lên mặt đất nó kêu, chúng ta thấy nó thì khoảng vỏn vẹn chỉ có 1-3 tháng thôi, nhưng mà để nó lớn được như thế này thì phải mất khoảng 17 năm trời nó ở dưới mặt đất. Đây là những con ve nó đã thoát xác nè. Ở dưới các gốc cây rất là nhiều ha. Ban đêm mình đi xuống gốc cây mình bắt những con nó mới vừa lọc xác xong. Thì có cái món là ve xào chiên giòn đây đó. Nó lọc xác những cái vỏ của nó ở trên cái thân cây rất là nhiều đó. Xung quanh cái thân cây nhiều lắm. Mùa hè, đầu tháng hè thì mình cứ lại cái cây nào mình nghe nó kêu ve là mình nhìn ở dưới gốc nó rất là nhiều ha. Vậy ban đêm mình cứ lấy đèn mình gọi và mình bắt thôi, rất là nhiều ha nè. Các con ve sau khi lột xác xong thì nó leo trên ngọn cây thì nó kêu ở dưới mặt đất thì ít đậu lắm ha. Nó đậu ở mặt đất thì thường là con nít nó bắt chỉ có ban đêm thôi, ban đêm thì nó mới xuống mặt đất. Nên là ban đêm mình ra mình soi mình sẽ thấy rất là nhiều như thế này. Đó, cái xác ve đây, xác ve này mất 17 năm để nó ngồi lên nó kêu, nó tìm bạn tình và trong vòng 3 tháng giao phối đẻ trứng, 3 tháng sau thì nó mất đây, nó chết đi rồi. Một con ve hồi nãy đây nó đậu, nó còn sống rồi, nó đã bay đi rồi. Sau khi mình nói thì nó nghe, nó sợ, nó bay đi rồi. Giờ chỉ còn những cái xác ve thế này thôi.